Luồng gió mới tươi trẻ đã được thổi vào dòng giai điệu của bản nhạc dân ca quen thuộc này. Chúng ta cùng nhau nhìn phần bộ máy của cái đàn HQ300XL và thấy bộ máy trong điều kiện hoàn hảo. Toàn bộ đều đặn ngăn nắp. Và chúng ta nhìn thấy phần chân búa đang trong tình trạng lai new độc hộp, rất là tuyệt đúng không các bạn. Và đó đương nhiên là những gì chúng ta sẽ mong chờ từ cây đàn cao cấp được tuyển chọn của Piano Gallery gửi đến cho các bạn. Và đó là cây HQ300XL, một cây đàn size 3 được sản xuất cuối những thập niên 1990, cây đàn quá mới được dành cho yêu thích cái cảm giác chúng ta chơi một cây đàn như một cây đàn trong cái tiêu chuẩn là mới được phục, thì các bạn sẽ không thể bỏ qua cây đàn Yamaha HQ300XL. Và sau đây là xin mời các chuyên gia sẽ review phần ngoại hình của cây đàn tuyệt vời HQ300XL. Xin chào mọi người, hôm nay lại một lần nữa sang OCP3. Miss Jen cũng thế là xin phép được giới thiệu với mọi người một cái mã đàn cao cấp nữa có sẵn tại Piano Gallery. Đây là cây đàn HQ300XG, cây đàn về số series là 5,5 triệu. Wow, nó xinh đi rất đẹp. Tại đây, xin mời mọi người cùng nhìn series 5,53863. Dạ vâng, với cái đời đàn cao cấp như thế này, với series 5 triệu, tất cả cái gì đẹp nhất, tinh tế nhất thì Yamaha đã cung cấp hết cho cái phân khúc đàn HQ300 này. Chúng ta cùng nhìn giá đàn. Dạ vâng, đây là một cây đàn tay 3, 1m30. Với những cái phân khúc đàn đen của Yamaha thì hầu hết mọi người sẽ thấy nó là giá đàn cơ bản của điểm. Vâng, là đàn màu đen bóng chất sơn đương nhiên rồi, với series 5 triệu để lớp sơn của Yamaha đến bạn. Dạ vâng, nó vô cùng sáng, vô cùng bóng như vậy. Đây ạ, mọi người cũng chưa được thấy long cận cảnh không đúng không ạ? Và với cái mã đàn HQ300 này thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra khi thấy một cái dòng cảnh chạy ngang trên thân đàn. Dạ vâng, chúng ta sẽ còn nhìn thấy một cái mẫu mã tương tự này, như là cái cây U300 của thầy nhà. Và đây là cây đàn với cái sự trang trí vừa phải sẽ tạo nét khỏe khoắn và làm sự tinh tế cho cái phần đàn một chút xíu này thôi, để cho thấy sự khác biệt cũng như cái sự cao cấp của cây đàn HQ300. Vâng, với cái mã đàn HQ300 này mọi người đã được cảm nhận qua tiếng đàn như thế.
15, âm thanh rất là mới, hiện đại và không kém phần ngọt ngào. Và chúng ta cùng nhìn thêm vì series 5,5 triệu thì tất cả các cái sự kiện đi kèm này vô cùng sáng bóng, đã vâng. Đây mọi người có thể nhìn thấy gần như mới, đã quá đẹp luôn, nó là lightning vừa nét ngon. Wow. Đã được cải thiện và mọi người chính có lẽ chỉ có người chơi mới có thể cảm nhận được cái chất phím này, bởi vì là một cây đàn và với một cái cây đàn được tạo hình đẹp đẽ như vậy thì rất là dễ dàng để chúng ta nhìn thấy ngay chất lượng của Yamaha đang có một cái cách. Vâng, piano gallery cũng vậy, và đi vào cùng với họ cái đàn hát thì bạn có thể lưu ý đặc biệt cách của Vinhomes Baba Vinhomes.